Thưa quý vị, phim điện ảnh Nhiệt Liệt đã ra rạp được 3 ngày. Sau 2 ngày đầu tiên, doanh thu đã phá vỡ 200 triệu nhân dân tệ. Sang ngày thứ 3, doanh thu hàng ngày hiện tại là 17,6 triệu nhân dân tệ, tổng doanh thu phòng vé thời gian thực là 307,7 triệu nhân dân tệ. Tổng số vé đã bán là 7,9 triệu vé. Bộ phim đang đứng trong top 3 phòng vé đại lục. Hôm nay, Vương Nhất Bác chính thức đến roadshow ở Hàng Châu và hát bài hát kết thúc phim. Anh và cả đoàn mặc áo thun màu xanh. Rất đông người xếp hàng chờ vào rạp để xem bộ phim Nhiệt Liệt. Khác hẳn với những bộ phim khác của Vương Nhất Bác, trong bộ phim này, anh ấy như đang diễn giải lại chính mình. Với nhân vật Trần Thước, Vương Nhất Bác không cần phải diễn, anh ấy đã là Trần Thước ngay từ đầu rồi. Giống như Trần Thước, Vương Nhất Bác không giỏi ăn nói, nhưng rất yêu thích vũ đạo và giỏi vũ đạo. Ánh mắt Trần Thước khi hòa mình vào các bước nhảy trên sân khấu cũng chính là ánh mắt vui sướng của Vương Nhất Bác, loại tình cảm đó không thể che giấu được. Vương Nhất Bác và Trần Thước đã luôn mơ ước trở thành một vũ công hip hop. Cả hai từng bước tiến tới sân khấu mà họ yêu thích, đánh đổi tuổi trẻ và mồ hôi của mình và cuối cùng đã gặt hái được thành công. Ở một khía cạnh nào đó, Vương Nhất Bác không phải đang diễn xuất mà anh ấy chỉ đang thể hiện con người thật của mình trong Nhiệt Liệt. Hôm qua theo lịch trình, Vương Nhất Bác sẽ đến roadshow Thượng Hải, nhưng cuối cùng anh ấy lại xuất hiện ở Hàng Châu. Khi bộ phim kết thúc, ai cũng muốn ra về. Có vài vũ công bước lên sân khấu nhảy vũ điệu Nhiệt Liệt, một vài khán giả bắt đầu rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó. Nhưng có một người đàn ông mặc toàn đồ đen, ngồi ở hàng đầu tiên, im lặng quan sát tất cả những điều này xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi ở hàng ghế đầu tháo khẩu trang ra. Không ai ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên có mặt ở Hàng Châu. Vương Nhất Bác đã vào rạp xem phim như một khán giả bình thường, anh ấy ngồi xem cùng với khán giả. Khi bộ phim kết thúc, anh ấy mới xuất hiện vẫy tay và cười ngọt ngào để chào mọi người. Những sự tương tác dễ thương của Vương Nhất Bác ngày hôm qua vẫn đang trở thành đề tài sôi nổi trên Weibo. Nhiệt Liệt được dự đoán là bộ phim sẽ có doanh thu cao hơn hai bộ phim trước của anh ấy.